thì con nó theo nó. Ừ, cho nó thích mà. Ừ. Thì con nó thích, nó về nó thích. Quay. Quay làm sao mà sợ gì, đeo mẹ nó cướp đeo đâu mà sợ. Đây là con nó thích. Nó có hàng đọc phết. Chỉ có Việt Nam mới có loại xe này thôi. Đây mình chạy cho con một chút, mình nhà mình lấy nó đọc quay. Cháu vào trong chùa.